Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cơ quan thống kê Nam Hàn đã công bố báo cáo về các xu hướng đa văn hóa của dân số nước này vào năm 2016. Báo cáo cho thấy phụ nữ Việt đã vượt qua phụ nữ Trung Hoa để trở thành nhóm cô dâu nước ngoài đông nhất ở Nam Hàn. Cụ thể, tại Nam Hàn, có 21.709 cuộc hôn nhân đa văn hóa trong năm ngoái, giảm 3.4% so với năm 2015. Trong số các phụ nữ nước ngoài lấy chồng nam Hàn, phụ nữ Việt Nam chiếm đến 27.9%, vượt qua Trung Quốc với 26.9% và bỏ xa nhóm thứ hai là Philippines với 4.3%. Được biết, tỷ lệ cô dâu Trung Quốc tại Nam Hàn giảm 1% trong năm 2016 thì tỷ lệ cô dâu Việt tăng đến 4.8%. Giải thích về số liệu này, Giám đốc Cơ quan Thống kê Nam Hàn là ông Lee Jin Yong cho rằng lượng người Việt Nam đến Nam Hàn để làm việc và du học ngày càng tăng trong hiện tượng gọi là con sóng Đại Hàn. Trong khi đó, các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Nam Hàn và phụ nữ Trung Quốc giảm xuống vì công dân Trung Quốc đã có nhiều kế hoạch cư ngụ hợp pháp tại Nam Hàn. Về số chú rể nước ngoài tại Nam Hàn, người Việt xếp thứ 3 với 2.6%, sau Trung Quốc 9.9% và Mỹ 6.4%. Việt Nam không có tự do Internet. Tổ chức Freedom House tại Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình tự do Internet năm 2017 nói rằng Việt Nam đang lún sâu trong nhóm các nước không có tự do Internet. Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 7 sau Trung Quốc, Cuba, được mô tả bằng biểu đồ màu xám, tương ứng với đất nước không có sự thay đổi về tự do Internet. Cuộc khảo sát bắt đầu từ giữa năm 2016 khi Việt Nam tăng cường truy tố, bỏ tù các blogger, các ngòi bút độc lập thường bị các nhóm dân sự tấn công, xét nhiễu. Ngoài ra, các cuộc biểu tình của người dân phát động qua Internet bị công an ngăn trở bằng bạo lực và đe dọa. Đồng thời, các luật lệ siết chặt hơn về quyền tự do Internet được ban hành. Phúc trình của Freedom House cũng nhắc đến blogger mẹ nấm, người bị kết án 10 năm tù giam như một hành động đe dọa của chính quyền đối với những người dám lên tiếng trên mạng internet. Được biết, việc siết chặt tự do internet được chính quyền Việt Nam xem là công cụ chính trong việc bảo vệ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 6 về số du học sinh tại Mỹ. Mới đây, Học viện Giáo dục Quốc tế vừa công bố một phúc trình thường niên cho biết số sinh viên Việt Nam đang du học Hoa Kỳ đã tăng đều liên tục trong suốt 16 năm qua. Phúc trình khóa 2016-2017 cho thấy Việt Nam vẫn đứng hàng thứ 6 trong danh sách các quốc gia dẫn đầu về số lượng học sinh quốc tế có mặt tại Hoa Kỳ. Tổng cộng có gần 22.500 sinh viên Việt Nam tại Mỹ, tăng gần 5%. Lượng sinh viên quốc tế du học Hoa Kỳ tăng 3.4% so với năm trước tương đương gần 1.1 triệu sinh viên chiếm 5.3% tổng số sinh viên đang theo học tại các trường đại học tại Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát khác có kết quả cho thấy khoảng 68% sinh viên Việt Nam ở Hoa Kỳ đang theo học bậc đại học, 15.5 là sinh viên cao học, 9% sinh viên theo đuổi các chương trình dạy nghề và 7% còn lại theo học các chương trình khác. Các sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ thường chọn các ngành như kỹ sư, quản trị kinh doanh, toán, khoa học máy tính, được biết các tiểu bang Hoa Kỳ có lượng sinh viên quốc tế đông nhất là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Quý vị vừa theo dõi phần tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn.